Cũng là một thông tin cập nhật vào tối ngày hôm qua thì câu lạc bộ Sài Gòn Heat đã có chiến thắng trước đại diện của Thái Lan là Mono Vampire trước một đối thủ bị đánh giá là yếu hơn về nhiều mặt thì đội bóng rổ Sài Gòn Heat đã có chiến thắng thứ 3 tại mùa giải năm nay. Tuy nhiên, chiến thắng này không thể không nhắc đến những đóng góp của các cổ động viên, những người luôn sát cánh cùng đội bóng. Thêm một lần nữa ở mùa giải năm nay, nhà thi đấu CIS tại Thành phố Hồ Chí Minh lại được sống trong bầu không khí của những ngày hội. Các khán đài chật kín khán giả luôn sẵn sàng bùng nổ mỗi khi Sài Gòn Heat ghi điểm. Nếu như ở những trận đấu trước, đội bóng của Việt Nam luôn phải thi đấu trong tình thế dư đuổi tỷ số thì trong trận đấu ngày hôm qua, Sài Gòn Heat đã không làm cho người hâm mộ phải thất vọng khi chơi chủ động trong phần lớn thời gian của trận đấu. Những đường lên bóng của đội bóng trắng vì thế cũng uyển chuyển và sắc bén hơn. Chính vì lẽ đó mà không khí cổ động tại nhà thi đấu luôn đầy ắp sự hứng khởi và rộn ràng tiếng cười. Ở đây là rất là thoải mái rồi đó, không còn cái gì không thoải mái nếu mà thật sự là chỉ còn có tinh thần là cổ vũ hết mình cho Sài Gòn Heat thôi. Thi đấu tuyệt vời không chỉ ở dưới sân mà còn trên khán đài. Tôi thấy rất ấn tượng với không khí cổ động tại đây. Người hâm mộ đội bóng Sài Gòn Heat đã có một buổi tối thưởng thức bóng rổ trọn vẹn khi đội bóng mà mình yêu thích không những chơi hay mà còn giành được chiến thắng. Mặc dù đây mới chỉ là thắng lợi thứ 3 ở mùa giải năm nay, tuy nhiên với các cổ động viên thì điều quan trọng nhất là họ đã cùng với đội bóng yêu thích của mình trải qua những giây phút ngập tràn hạnh phúc. Đó mới chính là món quà tinh thần giá trị mà các cầu thủ Sài Gòn Heat dành tặng cho người hâm mộ.